Chánh kiến là gì? Mọi thứ là năng lượng nè, năng lượng nó đang rung động, mình thấy tới tầng tinh tế đó đó, thấy tới năng lượng ban sơ đó, nó không có khổ, nó không có cuộn, nó không có khối, nó không có bệnh. Rồi chân lý, chỗ niết bàn, chỗ giải thoát, thấy được cái nó có một cái ngôn từ nó gọi là chân đế. Chân đế là mọi thứ là vô thường nè, là luôn đúng. Chân đế là cái mà luôn đúng và đúng cho tất cả. Chân đế là mọi thứ là vô thường, và do dính vào cái vô thường đó mà chấp nó là thường thì sẽ bị khổ. Và rồi vô ngã, vô ngã là chân đế, tại vì nó sinh và diệt liên tục, sinh và diệt liên tục theo nhân duyên như vậy. Thì nó cái nào là của mình, cái buồn là của mình hay cái vui là của mình, hay cái đói là của mình hay cái no là của mình, nó vô ngã, hiểu không? Do nhân duyên sinh, do nhân duyên diệt, là trải nghiệm. Ừ. Đó, nó gọi là hình như là Paramattha, đại khái như vậy. Nó có từ của Pali luôn, tiếng Pali, gọi là chân đế. Chân đế là đúng cho tất cả. Tất cả pháp vô thường, nó là sanh diệt, cái đó là đúng cho tất cả đó. Ừ. Mà chấp vào cái đó, chấp vào tất cả các cái cho là ngã đó, chấp vào ngã, chấp vào cái vô thường mà cho là thường đó thì là khổ. Tại vì nó vô thường mà bạn bắt nó phải thường, bạn ép nó không đúng sự thật thì bạn phải bị khổ. Hiểu không? Giống như cái thân bạn nó sẽ lớn lên mà bạn muốn nó nhỏ hoài, bạn sẽ khổ. Bạn nhận được cái mà bạn phải thấy được cái bản chất của mọi thứ là vô ngã. Và đặc biệt là bạn nhận được cái chỗ vô ngã đó, bạn mới vững chắc được. Còn thôi là tối ngày thì cứ thông dịch hoài kiểu vậy đó. Nếu mình không sống được ở cái chỗ vô ngã đó. Thank you, universe.